Okay, xin chào bạn. Rất vui các bạn quay trở lại và xem những video giới thiệu xe của mình. Ngày hôm nay bạn là ngày mùng 5 tháng 5, coi như là chúc anh em tài xế mình có nửa năm còn lại chống chọi với dịch bệnh và làm ăn phát đài các bạn. Ok. Ngày hôm nay thì mình có một dòng xe 4 giò trong khoen Hoàng Quy. Mới vừa về luôn các bạn. Đi mới vừa về nhưng mà rất là quen thuộc với anh em rồi. Đây là Đông Phan Hoàng Quy 4 giò các bạn. SL315 cabin Thiên Long kinh doanh. Đầu thấp 1 giường ha. Đó. Vậy bạn xem cabin của thằng Đông Phan thì hiện tại 4 giò trên thị trường thì Trang Long nè. Đông Phan Hoàng Quy với lại Hugo. Các bạn hỏi nhiều thì đây các bạn. Ở đây cũng có cái cabin A7 của Hugo đây ha. Nhìn với cái thằng Đông Phan các bạn so sánh coi là Đông Phan Trang Long Hugo cái nào chạy ngon hơn các bạn ha. Thì giá cả thì Đông Phan Hoàng Quy 4 giò đó là 1.480 chưa giấy tờ các bạn. Chương trình trả góp nó cũng giống như Trang Long với lại Hugo thôi, xe Trung Quốc mà. Các bạn thấy không? Cabin nè. Đèn rồi ha. Nhìn thì nếu mà so sánh thì chắc không đẹp bằng Trang Long rồi. Còn chất xe thì cũng ngang nhau thôi. Ai thích cái máy du trai thì đi cái thằng Trang Long khỏe, chạy nó lanh hơn. Còn Đông Phan mình thì xài cái máy Cummins SL315 đó các bạn. Cummins 6 máy Cummins đen của Trung Quốc ha. Máy chuyển giao công nghệ của Mỹ, Trung Quốc đó. Mới vừa về đó các bạn. Chiếc này là chiếc đầu tiên của lô 2021. Hôm nay mới về được, trong chờ rất là lâu rồi. Tranh thủ quay với các bạn thì từ sau mình cũng đóng thùng bán cho khách hàng rồi. Hiện tại chiếc này đóng thùng là tiêu chuẩn của nhà máy luôn các bạn. Thùng của công ty Tấn Phương á, là dạng cái thùng mà y chang những cái đời trước luôn. Còn cái xe thì hôm nay mình sẽ quay cho các bạn coi nó có giống cái đời trước không nha. Hiện tại mình thấy cái bô là đặt ở dưới đằng sau nè. Lúc trước cái bô nó nằm bên kia kìa. Bữa nay nó đem về đây rồi. Đó. Bô inox. Trang Long cũng vậy. Đó, hộp số đây các bạn ha. Phát. Hộp số phát. Đa số xe Trung Quốc là xài cái loại hộp số của hãng này các bạn ha. Được. Hộp số của ông Đông Phan thì không có đồng tốc giống như Trang Long. Do vậy chắc chắn là Đông Phan nó vô số nó sẽ cứng hơn cái thằng Trang Long các bạn ha. Trục đồ ha. Nếu các bạn so sánh với Trang Long thì thằng này là cùng một mẹ với Trang Long nè. Hai thằng là cùng một nhà sản xuất. Cái bình khí thải nó nằm bên kia, ông Trang Long hay nằm bên này. Ắc quy đây ha. Đó. Cũng là xe vỏ 11 luôn các bạn. Này là vỏ 11 đến bột coi. Hiện tại đây mình không có Hugo 4 giò để mình quay. Hugo 4 giò thì nó bên Sinotruck á. Cầu gầm số luôn các bạn ha. Đó. Cái thùng mà chưa gác lên. Nhưng mà chắc 2-3 bữa nó gác cái thùng lên Bình Dương nó hết nó phong tỏa rồi mình đi bốc số cho khách hàng. Cái bên taxi thì để mình trèo lên quay cho các bạn ha. Cả bên thì cũng có bóng hơi rồi nè. Hai bên hai cái thôi, Trang Long nó cũng thế. Nhưng trước chắc có được cái phục nhúng đó thôi. Cả bên điện đầu thấp. Đây mình thích hợp đi với miền Tây. Chạy chuyến miền Tây Sài Gòn rồi ha các bạn ha. Trang Long mình chạy đường dài nó ok, tại vì Trang Long nó đầu cao 2 giường, chạy nó đầm hơn, lướt hơn nè các bạn. Đó. Mình là đeo lên cả bên coi, chặt quá. Đó, đường bên kia em đeo lên các bạn. Không có gì thay đổi thôi so với cái dòng 2020 đó. Đông Phan thì của ông tập đoàn Hoàng Quy nhập khẩu thì trang bị nó giống như Trang Long thôi, cũng là đồ nghề với công đội đó. Đeo lên cabin các bạn. Thoáng nhìn thì mình thấy cabin của thằng Đông Phan là chặt hơn cái thằng Trang Long các bạn. Mình quay lên mình so sánh nhìn thì thấy gì nói nấy. Đây chìa khóa đây ha, đây chìa khóa nè. Chỗ ngồi thì ở đây có cái bệ này, cái gì đây, cái cốp đây. Ôi, có cái mì tôm.
Trời nắng mang khẩu trang mệt quá. Đây bày cái giường. Đây là nỉ nệm vải chứ không phải là da. Thì cái Đông Phê nó có sẵn cái tấm rèm đó các bạn, trang lông nó không có. Được, qua lăng ha. Rồi hộp số cũng là gùa thỏ 2 tầng. Có màn hình rồi nè ha. Được, chức năng như cái phím rồi thì giống như chân lông thôi. Nhưng mà cái dòng Đông Phen này nó không có cái chức năng là chạy 3 chế độ các bạn. Này không có. Cabin thì nó hơi chật hơn cái thằng chân lông. Không có rộng rãi bạn, chân lông nó rộng lắm. Cabin nó xiên luôn á. Bị tiền nào của nấy. Rõ ràng thì Đông Phen nó sẽ rẻ hơn cái thằng nhà chân lông tới 100 triệu. Thì anh em sử dụng thôi, còn ngoài trải nghiệm thực tế trên đường khi mình chạy rồi thì hãy bình luận cho anh em cùng biết là ha, chân lông với lại Đông Phen cái nào ngon hơn. Ở đây nếu mà anh em có tiền thì trang bị sẵn, trang bị thêm ở đây một cái màn hình Android tích hợp camera lùi. Bữa mình gắn cho khách hình như 5,5 triệu đó. Thì mình thấy cái thằng Đông Phen này có tới 3 cái chìa khóa lẫn đây, một cái sườn remote nè. Ở trên xe đang cắm vô một cái chìa lẻ với một cái remote nè, đó. Kính chính điện, máy lạnh đầy đủ các bạn. Đèn trần tappy đâu ha, ngon. Có rèm đâu ha. Ngon lành. Vậy thì anh em mua xe về làm mấy cái tấm chải trên này nữa ha. Đó, để tắp lô được, ngon lành ha. Mình xuống là nóng quá. Không có khác gì cái đời 2020 các bạn. Đóng cửa lại. Cửa thì không có êm bằng chân lông đâu. Rồi cần cái gì đó. Cần cái này đổ nợ ạ. Rồi. Đó. Mấy bên đây thì bình khí thải, bình dầu, bánh xe cua. Thấy không? Chassis thì GG coi. Một lớp các bạn. Hai lớp. Có ở trong này lớp đó nè. Rồi, hai lớp, một lớp chịu tải với một lớp chịu giỏng. Lớp mỏng, lớp dày á. Đó. Rồi, cabin này là bên kiểu gì đây? Ngó ngó coi. Bên điện. Cabin bên điện giống như chân lông luôn. Chứ tầm cabin này mà bên tay chứ. Nghĩ xài luôn quá. Lọc gió nằm trong này, thấy không? Giống như chân lông thì ben lên mình mới thay cái lọc gió được. Đó. Vừa mới chạy về các bạn, cho chạy né chạm á, cho nên là xe nó dơ lắm. Thì rửa sơ sơ rồi nè. Có cái dung dịch mà nước tẩy mình xịt lên cái nè, ngon lành luôn. Đó. Thùng là 9 mít rưỡi đúng như chân lông luôn các bạn. Thùng 9 mít rưỡi, nghe 2350 cao 2150. Nhưng mà cái thùng này là cái dạng mà thùng mở chuồng heo của Tấn Phương đóng á. Mình sẽ có cái hình minh họa đây cho các bạn. Mở chuồng heo, mở cánh hai bên luôn. Đó. Y chang cái đời 2021. Y chang cái đời 20 với lộn. Không khác gì luôn, cabin Thiên Long. TFCV. Không ha. Chỗ mà bên cabin đó, chỗ đó đó, bên cabin đó đó. Rất là đẹp. Thiên Long Đông Phen. Rồi ok các bạn. Kết thúc video ngày hôm nay thì cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình, và những ý kiến đóng góp các bạn hãy comment cho mình biết ở phần bình luận các bạn. Đông Phen nó có cái đèn ở đây các bạn. Có đèn ở đây. Đó. Ngon lành ha. Ok. Giá của chiếc này là 1,480 các bạn, chưa giấy tờ. Các bạn hãy alo cho mình khi các bạn cần mua hoặc là cần tư vấn trả góp gì đâu. Hãy alo cho mình. Mình nhắn tin Zalo cho mình với số 0929 693 667 các bạn. Ok, mình ở đây mình bán tất cả các dòng xe Trung Quốc. Các bạn cần dòng nào thì hãy liên hệ với mình. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.